đổ xi măng cho rồi. Rồi giấc này thì người ta đang làm mộ hai chồng ở ngoài ruộng nha mọi người. Đó, chắc người ta đẩy lấy tàn cát đá đi. Con quanh nè. Cái gì ăn đấy cái bằng tàn cho đi bạn. Con ăn đấy đi. Nha. Là mới 11 giờ là mình chôn mới ha. Mới 11 giờ chôn. Ở vậy là mấy chú xuống nữa hả? Rồi nếu mình khiêng đường nào ra chị? Khiêng đường nãy mình đi á. Tại vì bên đây nó chặt quá nè. Ừ, khiêng đường đó. Bên đó luôn ha. Khiêng đường bên đó. Ừ. Bên đây nó chặt quá đi. Ừ. Chắc này mình trộn mình đổ dĩ hả? À, chắc này trộn làm dĩ. Khiêng đường bên kia. Khiêng đường nãy á, khiêng nãy đi ra. À, đường mình đi ra nãy. Này mình đào bằng cái đưa. Tại cái này hàng trước luôn hả? Ừ, đi. Đi đây nữa. Rồi lên nè. Mày đã. Đỡ đi, ngồi nào đỡ đi. Nè, đỡ rồi chim nó dán vô hả? Đi bên kia. Dao nhỏ luôn, Vũ ơi. Nghe đi bên đó. Đi hai cô cháu vào bên đó rồi cho nó chống cho chỗ. Nước nổi rồi kìa. Mấy đá. Có một tưa. Thì mày đá, bốn đá trước đi. Bảy đá không? Bốn đá và hai con chim măng. Bốn cát bảy đá nội. Rồi hai con chim măng vô rồi trong trụ đàng hoàng mới vô là năm đá năm cát. Này mình đào một lỗ bự gì luôn ha. Rồi nếu mình xây cái học lên ha. Xây học hai bên ha. Hai. Cho nó lên cung dễ lắm bây giờ. Nước cao kìa vô vậy chứ. Chắc này sắt cũ luôn à. Bốn đó hai ba chim ăn đi sư bộ. Ba chim ăn chứ. Đó mình xây chia ra hai sao anh? Xây hai học. Ai đứng chỗ con nước tiền đó mày vô mày trả luôn cho người ta đi rồi biết rồi. Biết rồi. Ừ. Ba mẹ con cưng nằm đây đây hả? Chôm mới ha. Dạ, ba mẹ con chôm đây. Từ sáng giờ có ăn uống gì chưa? Sáng giờ hai con được chén bún rồi. Chén bún rồi ha. 48 rồi. Chị vô chị tính gì được rồi chị? Tính tiền trả tiền cái. Đây là bé gái nó bị bệnh đó mọi người. Cũng an toàn đi cờ đây ha. Bị bệnh xuất huyết não. Rồi đêm hôm giờ có ngủ được không? Hai ngày nay con đâu ngủ giấc nào đâu. Không ngủ ha. Nãy con mệt quá, ăn uống cho con mệt quá, con nằm mà con ngủ không được. Nằm lại có thấy bà mẹ không? Không, con chưa ngủ mà con nằm nó nghỉ ngơi xíu con đi ra rồi. Từ Sài Gòn về đây nè. Hai ngày nay con đâu có giấc nào đâu. Không ngủ nghe chân luôn. Cái đừng cắt khỏi cái vách giữa. Cái dòng hơn trên. Mốt coi như là hết gặp rồi đó. Gặp rồi. Tức là anh đi vòng ở trên, vòng hết. Thì như là phải giữ ra mộ ai đó, hồ ba nó giữ.
là hai mẫu á. Đi Sài Gòn về, từ Sài Gòn về đây đi hồi nào? Dạ. Đi hồi nào? Con hả? Con lúc đó là con đang ở trong nhà hàng, điện lên lúc là 6 giờ mấy. Xong rồi một hồi cái đầu mọi người ở đây điện con em của con nhỏ từ Tinh Tiên á, điện lên thì nói á, mẹ ơi, ủa hai ơi, bác sĩ nói ba mẹ mình mất rồi. Rồi cái đầu dưới đây điện lên con quá trời luôn. Lúc đó con nghe mất rồi con không biết làm gì chứ. Chúng tôi hết biết gì ha. Không biết gì chứ. Đúng quán là bắt xe đi về liền. Dạ. Về trong con về liền không có nghỉ ngơi luôn, chạy thẳng một mạch từ trên về tới đây. Về hồi khuya hay sao? Tới đây hồi khuya. Tới đây khuya 12 giờ mấy. Để xe máy tự trở về luôn ha. Ừ. Kêu ở đây kêu ở dưới đây kêu con đi xe đò đi. Cái con nói thôi xe em đa cho nó lẹ. Tại vì ở đây cũng sợ đi xe đò chạy nhanh quá này kia nguy hiểm. Mà không thấy đi xe đò đa nó lẹ con chạy chồng về xe em đa luôn. Rồi về ở đây luôn hay có đi làm nữa không? Con cũng chưa biết nữa, chắc hiện tại chứ không đi làm nữa quá. Đi làm nó mới có tiền lo cho mấy đứa em. Chứ ở nhà rồi tiền đâu lo cho tụi nó. Tuy là có người ta lo thiệt, nhưng mà mình cũng phải có một phần nào đó cho em của mình. Chứ không lẽ cứ trông chạy vô người ta đâu được. Đúng rồi. Trông chạy vô người ta, giờ tiền núi nó cũng xài cũng hết nữa. Em của mình phải lo chứ mình không có muốn nhờ người ta ngoài được, người ta cho một khoản nào thôi. Một khoản nào đó thôi, còn tự nhiên là chị em con góp nuôi. Giờ còn có 4 đứa à. Mỗi mốt con kế của em nó sanh rồi, nó đâu có giúp được gì nữa. Giờ ráng làm lo cho tụi nó. Em năm nay nhiêu tuổi? Nhỏ kế hay là... Em dạ em năm nay mới 23, 24 nè. Kế chắc cũng có 20, 24 nè. Kế 20 rồi. Bé này nó cào nhưng mà bị bệnh, nó mổ cái đầu đó. Hiện tại em chưa có con được, nên còn lo bình cho mấy đứa nó được. Còn mốt có con rồi sao lo được. Dạ, mang thai 5 tháng mấy rồi. Mới cưới về là có thai liền mà. Hồi xưa bà sống á, bà nói bà gán lo cho con Tiên á, nó còn đi học á, là làm dược sĩ. Rồi nãy nói đó, bà lo nó làm dược sĩ rồi, bà ngồi dậy bà lo đi. Bà bỏ rồi còn lo nữa. Mẹ nói là câu nói đó là cũng như là dân sự thì rất là nổi tiếc khi mà mẹ là nói câu đó. Rồi có chừng dây điện đi. Lúng không không chim luôn mà cái chân đó nó bị đắt đó, bơm nước vô nó mềm vậy. Bây giờ chia thêm gốc nữa anh Tú, chia gốc nữa anh Tú. Ta có cản nằm nghe cái chân ta có cái cây ngang ngang này để chân đâu có lúng đâu. Còn cái này cái chân không không mà này thì đào một lỗ nhưng mà nó xây hai cái hùng nha mọi người, xây hai cái hùng hai bên nó cho hai chồng nằm cặp luôn ha. Bây giờ để dĩ xuống rồi nè, máy bị lật luôn, lúng nghiêng. Bây giờ đổ vào luôn đi. 4-5 người bắt lại. Coi rút điện ra nghe. Đổ xi măng chân rồi. Ok. Nghiêng là hai. Dạ. Để chim bên kia vô. Rồi. Cái đầu đắng chim luôn nữa. Kia nó lúng luôn rồi. Lên dán chim luôn đi. Mấy lúng luôn á. Chim đầu đó đó. Dở nè. Lấy dán rồi kìa. Nặng lắm. Tiếp kìa. Nặng lắm. Chạy luôn rồi. Nhóm lên đi. Sao em đẩy tới. Rồi. Không sao, không sao. Một, hai, ba cái nhỏ nhẹ rồi ha. Về gửi tay, chú. Dính mắt hả? Kìa chim miếng dán dài kìa cho đừng chạy tới chạy lui luôn.
Vậy là mình cũng hồi hôm á hả? Hồi hôm hỗ trợ cho hai cái hòm. Hai cái hòm mình xuống ha. Mình cũng thành thật là cảm ơn. Út quá. Dạ. Vợ chồng nữa. Hôm thì em hỗ trợ hai cái hòm với sáng cho 4 triệu, hai hòm 20. Nhưng sang 4 triệu cũng được 24 triệu với mấy anh em được của bà mẹ con đó. Trồng cây dừa này kia đồ kia trái rồi đó. Cây dừa ha. Mít đồ này kia ông bà trồng. Mấy cây này là cây cây gì? Cây gì? Qua Vạn Phúc anh. Vạn Phúc. Vạn Phúc hả? Là ba cái bộ bự nó trắng cây đó là cây giống nó. Tuy nhiên là nó cắt nó dâm vô. Cắt nó dâm đây. Còn cây dừa đó nhiêu năm là vợ chồng em nhiêu năm đó? Nhiêu năm rồi em đếm coi nhiêu năm rồi? 3 năm. 3 năm hai chồng cưới được 3 năm rồi ha. 3 năm à. Bác 7 ngày là đủ luôn. 2 năm mấy. Nói chung là con bé này nó cái đầu nó không bình thường, nó lúc cừ lúc khóc cũng như là mọi người cũng thông cảm. Dạ. Các bạn đồng hồ cái đầu nó buồn hút nó cả đầu đầu nên sống là may rồi đó. Mà nó tỉnh táo được là hên đó, bởi vì trời nó có chồng được cái nó mừng cái miếng gì vậy thấy cha mẹ dạ. Rồi lúc trước là tính nghĩ là không có chồng được luôn hả? Ừ. Mà... bị vậy ai lấy mà giờ có chồng được mừng ha. Mừng không đó, em mừng không? Em biết cắt xui cho thằng chú gửi quá. Xui thằng chú gửi hả? Mấy chị dễ thương không? Đưa, đưa, đưa cái đầu con coi. Mổ cái lằn này nè. Cái lằn nè. Đó gọi anh coi nè, anh gọi đi nó sẽ hót hơn bên đây. Bị mớp bên đó nó cũng may là đó, mổ một đường bên này mọi người, dưới đây nó bị mớp lỗ mà. Chồng em mà làm nghề gì? Chạy gáp. Chạy gáp hả? Một chi phí rất là lớn mấy sống cũng được không? Hả? Dạ. Sống cũng được không? Đủ sống không? Đủ sống không á? À, em phải đi làm thêm nữa mới đủ sống. À, phải đi làm thêm nữa ha. Dạ. À, 4 đứa con của anh chị là được, hình như là đứa nào cũng có đồng tiền như vậy. Có cái số. Mộng mơ đó. Rồi anh với chị bây giờ bỏ lại mấy cái cây bông này nè mọi người. Trồng bông là bán nè. Quá trời mưa, tiếng mưa tới rồi mọi người ơi. Ủa, trời gầm nữa nè. Thôi giờ thôi mình đi dài dài vô đi, để hôm mưa à. Đi vô đi. Vô cô Tư ơi. Dạ, vô mọi người. Thôi trời mưa tới rồi. Mấy anh có chui quá. Thương mấy anh quá. Cắt thêm hai cái này cắt hay rồi. Chắc trồng mì gom ra cây héo cho rồi. Mấy cây bông mà là của ba mẹ cưng để lại đó ha. Dạ. Đó trồng con đó. Đâu? Trồng xong nè. Trồng nó ha. Dạ. Thôi đi không quay đâu. Lên tiếp ba mẹ ghẻ, ba mẹ vợ. Sáng con gom đồ về con, gom mấy cái áo chồng con không? Con gom mấy cái áo của con không à? Gom quần đồ về chứ. Con lính quýnh trơn rồi lúc đó hên gom đồ, còn mấy con mặc bộ đồ tiếp thị con chạy về luôn. Điện lên đầu ở quán là lính quýnh trơn rồi. Dịch này à. Nóng quá. Mưa tới rồi. Chưa chưa đói chưa? Cho người ta ăn trước đi. Quá trời chiến có mưa tới rồi mọi người ơi. Nè. Ủa, đóng mưa nè, đang khui luôn. À,
chuyện mưa tới rồi đấy mọi người. Quá trời cái đám mưa nè. Đó, thì anh với chị bây giờ còn nằm ở đây đợi tới 11 giờ mai rồi anh với chị là sẽ ra gương mặt ruộng rồi đấy mọi người. Cái hiện trường hôm qua đó ha. Đây là con ghế thứ ba. Chồng 47, vợ 45 mọi người. Đây là cái địa chỉ nè. Mọi người có hương á, có giúp đỡ thì đến cái địa chỉ này ha. Ăn tán đất nhà. Ấp Hưng với 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Với 1, Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp. Đó là cái địa chỉ đó ha mọi người. Hình ảnh thì hai chồng anh chị đây. Đó, hai cái hòm để hai bên luôn. Rồi thôi thì Minh Tăng bây giờ xin kết thúc video ha. Để em đăng những video tiếp theo cho mọi người xem ha. Mình nhớ Minh Tăng xin một like và cái chia sẻ nha. Minh Tăng xin chào. Đó, Minh Tăng có đọc địa chỉ đó thì mọi người cứ có ai giúp đỡ thì cứ đến đây ha mọi người.